Hôm rồi có một vị hòa thượng ở trong miền Nam cùng đi dạy học ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn với chúng tôi, ngồi nói chuyện ở học viện. Xong rồi hòa thượng gì thấy cũng rất vui. Lúc đầu hòa thượng thấy chúng tôi gì còn trẻ, thực tế tuổi không trẻ nữa, 43 tuổi, mấy ngày nữa sang tuổi 44 rồi, tuổi gần đất xa trời rồi. Không thật đấy, tuổi đấy là tuổi cũng gần đất xa trời rồi. Càng ngày càng mỗi một ngày đi, mỗi một tuổi đi thì chúng ta thì càng gần với đất và càng xa với gì, với trời hơn thôi, các quý vị đừng có tưởng. Đó. Nhưng mà khổ cái mặt của tôi ấy, nhìn nó như trẻ con, cho nên tôi ra ngoài đường bao giờ tôi cũng bị lỗ. Thậm chí tôi đi với tiểu, có khi người ta chào tiểu tôi là thầy mà chào tôi là gì, là tiểu. Nhìn như trẻ con ấy. Cho nên ấy, lên ngồi lúc đầu là gì? Gặp các cụ chào A Di Đà Phật, bảy hòa thượng ạ, các cụ đây còn chả thèm nhìn nữa. Và các cụ nghĩ về mình thì có khi cái thằng này nó mới ra trường thì nó lên để nó dạy. Nhưng không có ngờ đâu, mình ra trường đấy thì đã hơn chục năm nay rồi, mình đã tốt nghiệp ra trường đến thì mười mấy năm nay rồi. Nó xong rồi ngồi nói chuyện. Hôm đầu tiên đó thì mình chào bắt chuyện thì các cụ coi như mình là một đứa trẻ con đó. Nhưng hôm thứ hai, hôm thứ ba trở đi, bắt đầu các thầy mới qua mới hỏi nhau, mới hỏi là có lớp của các thầy bên cạnh á. Vào lớp thì học sinh đứa thì dùng điện thoại, đứa thì nói chuyện trêu nhau, không thể nói được. Và thậm chí có thầy thì phải lên tận văn phòng để yêu cầu văn phòng là gì, cho hai nhân viên xuống để quản học sinh, con nói gì mà nó không nghe. Thế hòa thượng hỏi thì lớp của thầy thế nào? Lớp của con bước vào lớp đã không còn tiếng nói chuyện nữa, tuyệt đối không có người nào dùng điện thoại nữa, không có người nào ngủ gật nữa, và không có người nào trêu đùa nhau nữa. Mặc dù học dồn hai lớp là một, trăm hơn trăm tăng ni sinh, bên kia có một lớp có gì 40-50 thôi. Thế hòa thượng bảo thầy làm thế nào mà gì học sinh nó nghe lời? Con không biết, con cũng chỉ lên để động viên khuyến học sinh nó học thôi, nó nghiêm túc thôi. Và từ đó trở đi, bắt đầu đến ngày thứ tư thứ năm mà cái bắt đầu mới bắt chuyện với nhau. Xong thường tọa thì hòa thượng với mời hòa thượng về thăm chùa. Và chúng cái hôm mà về nhà mình có cái pháp hội địa tạng thì hòa thượng thấy đông đông, hòa thượng vui. Hòa thượng hỏi có cái nhà giảng đường lớn như thế này để làm cái gì? Hay bạch hòa thượng, cái nhà giảng đường lớn để chúng con gì, để hoằng pháp, để mở khóa tu, để mở pháp hội cho Phật tử tu tập. Hòa thượng bảo là làm lớn thế này thì bao giờ cho con người ngồi hết. Bảo bạch hòa thượng, cái này chỉ là được 1/5 thôi, còn pháp hội hôm Vu Lan vừa rồi là 15.000 người, đây chỉ chứa được khoảng 3.000 người thôi. Hòa thượng bảo người ở đâu mà nhiều thế? Bảo bạch hòa thượng, con không biết, tự người ta đến thôi. Thế bảo có phải gửi giấy mời hay phải gì không? Bảo không, chùa nhà con thì không phải gửi bất cứ một cái giấy mời nào để mời các Phật tử thập phương cả, từ trước đến giờ rồi. Nói chuyện đi nói chuyện lại, hòa thượng mới bảo là thế thì thầy có cái gì, có cái mẹo gì để làm cho Phật tử về với mình không? Tôi suy nghĩ một chút, tôi bảo rằng bạch thầy có. Hòa thượng bảo mẹo gì? Bạch hòa thượng, cái mẹo đó gì, chỉ có một cái mẹo, đó là gì? Lừa mọi người niệm Phật cho thật nhiều. Và khi mọi người niệm Phật nhiều rồi, mọi người sẽ gì, sẽ hiểu ra Phật pháp như thế nào, và mọi người tìm đến với con thôi. Hòa thượng bảo mẹo chỉ có mỗi một cách, lừa người ta niệm Phật thật nhiều thôi. Hòa bảo vâng, mẹo chỉ có thế thôi. Quả thật như vậy mà, chỉ có một cách là khuyên các Phật tử chúng ta niệm Phật nhiều. Vì sao niệm? Tôi nói thì hòa thượng hỏi mẹo như thế nào thì tôi cũng bảo mẹo niệm Phật nhiều thôi. Thực tế đây không phải là mẹo. Mẹo ở đây là chỉ cho những người gì nhỉ? Chỉ cho những người mà họ dùng cái mưu đồ xấu, họ mới gọi là mưu mẹo vân vân gì đó. Nhưng mà hòa thượng hỏi như thế thì mình cũng phải trả lời là như thế. Cho nên mình trả lời hòa thượng là dùng cái mẹo để gì? Khuyên mọi người niệm Phật, khuyên mọi người tụng kinh địa tạng, và dần dần người mà phiền não ở trong tâm nhiều thì họ thấy gì, cái sự phiền não trong tâm họ lắng dần đi. Người mà tham dục nhiều
thì trong tâm họ cũng thấy gì, bớt tham dục dần đi. Người mà hay sân giận nhiều, họ niệm Phật và tụng kinh nhiều thì họ gì, họ thấy là cái tâm sân giận của họ cũng giảm bớt nhiều đi. Cho nên họ tự trong tâm họ có một cái niềm tin vào Đức Phật, có niềm tin vào lời giảng của chúng con. Chứ con giảng gì không có gì cao sâu, không có gì huyền diệu cả, rất gần với cuộc sống thực tại. Gần đến nỗi gì, họ có Phật tử, những người không biết chữ vẫn có thể gì giơ tay để cầm nắm lấy lời giảng của chúng con để áp dụng vào cuộc sống được. Gần đến nỗi có những vị gì, thậm chí là trưởng ban, thứ trưởng, bộ trưởng, thậm chí là cấp tướng tá quân đội về hưu rồi, họ đến họ nghe chúng con nói chuyện, nghe chúng con giảng về Phật pháp, họ cũng có thể gì cầm nắm ngay ở cái lời giảng của chúng con áp dụng vào cuộc sống được. Đó là một sự thành công, không có một cái mưu mẹo gì phải giấu cả. Tất cả đều là xuất phát từ cái tâm thành của người giảng và người học mà thành tựu được. Cho nên ấy, vì sao mà chúng tôi lại đặc biệt nhấn mạnh như vậy? Vì chúng tôi muốn tất cả các Phật tử chúng ta đến tham dự pháp hội này, ai ai cũng có phần lợi ích ở trong đó. Sau một ngày, hai ngày hoặc ba ngày tham dự pháp hội, tham dự một ngày thì được lợi ích một ngày, tham dự hai ngày thì được lợi ích hai ngày, và tham dự ba ngày thì được lợi ích ba ngày. Gần Phật được một ngày nào, gần chư Tăng được một ngày nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ được lợi ích ngày đó. Chúng ta tu tập được ngày nào, chắc chắn chúng ta sẽ được công đức và phúc báo rộng lớn nhiều đời nhiều kiếp về sau. Như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài nói là gì? Ai nhất tâm thọ chỉ đọc tụng được một bộ kinh Địa Tạng, sau khi xả bỏ báo thân này, người đó được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn và được sinh 100 lần lên cõi gì? Cõi trời gì nhỉ? Cõi trời đau lợi các quý vị. Nhưng phải nhất tâm nhé. Tụng kinh, tụng một bộ kinh Địa Tạng phải nhất tâm, chứ không phải tụng mà tán tâm thì gì? Thì cũng có công đức nhưng mà có gì? Có ít thôi. Giống như chúng ta có một gì? Có một xào ruộng. Chúng ta cũng gì? Cũng đem gì? 5 cân lúa giống ra, chúng ta gieo xạ vào cái gì? Cái thửa ruộng của chúng ta. Nhưng chúng ta không 3-4 tháng chúng ta không chăm nom lấy nước, không làm cỏ, không bón phân, và 3-4 tháng sau chúng ta cũng mang cái gì? Mang đồ ra để chúng ta gặt. Cũng có lúa cho chúng ta gặt, nhưng nó chỉ được gì? Một chút xíu thôi, có đúng không? Còn cũng với cái xào ruộng ấy mà chúng ta chỉ cũng đem 5 cân lúa giống ấy chúng ta ra, chúng ta gieo xạ, nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng 5-7 ngày chúng ta lại ra gì? Chúng ta dẫn nước, bón phân, làm cỏ và chăm sóc 4-5 tháng sau, kết quả cho chúng ta cái gì đấy? Cho chúng ta một mùa màng bội thu. Vẫn là mỗi người 5 cân thóc giống, mỗi người một xào ruộng ấy, nhưng cái kết quả thu hoạch nó có khác nhau không các quý vị? Khác không? Chắc chắn là khác. Đến đây tu tập với nhau ở trong đại chúng này cũng tương tự như vậy. Hoặc chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng cũng tương tự như thế. Phật Bồ Tát dạy ở trong kinh là nhất tâm thọ trì đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng sẽ được gì? Tiêu trừ nghiệp chướng, sinh thiên, cõi trời đau lợi 100 lần. Tức là gì? Lên cõi đó chúng ta biết cõi trời đau lợi. Trong kinh Đức Phật nói là tuổi thọ là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 1.000 năm. Mà một ngày một đêm ở trên đó là gì? Bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Tức là mới một ngày một đêm ở trên đó bằng cả một đời người chúng ta, thậm chí bằng hai đời người chúng ta. Các cụ ngày xưa nói nhân sinh thất thập cổ lai. Tức là con người ta sống đến thọ đến 70 tuổi đâu có mấy đâu, đúng không? Nhưng đây tôi cho là cả một năm đi, 100 năm đi. Cho cả 100 năm. Vậy các vị xem, một năm ở nhân gian chúng ta chia ra có bao nhiêu, mấy trăm ngày nhỉ? 360 mấy? Ba bình quân khoảng 365 ngày, đúng không? Vậy
đấy mới là một năm. Mà chúng ta thấy là gì? Ở trên cõi trời một ngày một đêm bằng cả một gì? Một năm. Mà tuổi thọ ở trên đó là gì? 1.000 năm. Mà cứ tuổi thọ hết thì người đó lại tiếp tục là gì? Lại tái sinh trở lại cõi trời đau lại 100 lần như vậy. Cho nên công đức phúc báo thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rất rất lớn. Đem cái công đức đó để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên đã khuất. Phật Bồ Tát nói trong kinh là gì? Cửu đại huyền thất tổ lịch đại gia tiên chúng ta gì? Cũng được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ và sớm được gì? Giải thoát giác ngộ. Bản thân chúng ta thì được vô lượng công đức. Cho nên đặc biệt hơn 2 năm qua, sau khi bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng tôi hội tập xong đem truyền bá mới chỉ có hơn 2 năm nay, các vị biết bao nhiêu cuốn kinh đã đến với tay Phật tử rồi không? Gần 60.000 quyển kinh đến với tay Phật tử. Ai đến chùa thỉnh chúng tôi mới để mới cúng giảng, chứ không phải là chúng tôi đem kinh này để gửi đến các hiệu sách để bán nhé. Không có bán kinh. Đạo tràng Tịnh Tông Hội Hội Việt Nam không bán kinh sách băng đĩa giảng của Phật, chỉ đem biếu cúng giảng thôi. Vì sao mà chúng tôi không bán? Vì tất cả kinh sách băng đĩa giảng đó đều là do những Phật tử họ cúng giảng, họ tín tâm, họ cúng giảng để nhà chùa ấn tống để đem phát cho các Phật tử, gọi là phát miễn phí để cho các Phật tử nghe, hiểu và tu tập chính pháp, kết duyên, kết rộng thiện duyên với Phật tử. Cho nên chùa của chúng ta không bán bất cứ văn hóa phẩm Phật giáo nào thuộc về gì? Thuộc về kinh sách và băng đĩa giảng. Duy nhất là có cái gì? Cái gian hàng bán hàng lưu niệm của các cháu học sinh và sinh viên câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi sinh hoạt ở chùa của chúng ta, là cũng là một trong cái đạo tràng nòng cốt với Phật tử chùa Khai Nguyên của chúng ta, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Vì đấy là giới trẻ. Cái thứ nhất là hướng giới trẻ vào đạo, hướng giới trẻ biết tới gì? Đạo đức, sống nó tốt hơn, hiền hơn, thiện hơn. Khi các cháu còn là học sinh, sinh viên thì các cháu biết đến đạo pháp, biết đến nhân quả thì các cháu bớt bỏ ác. Các cháu biết bỏ ác, biết làm lành, lấy giữ hành thiện, trở thành người con ngoan, trò giỏi. Sau khi ra trường các cháu đi làm, hiểu được nhân quả, giáo lý của Đức Phật, các cháu gì? Sẽ không phải là những cái người xấu, tham ô, hối lộ, vân vân. Không phải là những cái người đem lại cái sự hủ mục thối nát cho xã hội chúng ta về sau này. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi hướng đến để cùng với Đảng, Nhà nước để làm sao để cho giới trẻ dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày một sống lành mạnh hơn. Chúng ta biết giới trẻ một quốc gia mà giới trẻ không có ý thức để phấn đấu, không có lòng yêu nước chân thành, đất nước đó rất nguy hiểm. Các vị biết, vừa rồi tôi đi sang Đài Loan 6 ngày. Tôi sang đó, những cái hay của đất nước họ phải nói rất đáng là trân trọng. Ví dụ như là tham gia giao thông họ rất là nguyên tắc, không như Việt Nam chúng ta mạnh ai đấy đi đâu, đèn đỏ cũng vượt, không thấy công an là gì, mắt trước mắt sau phóng ngay. Nhưng sang bên đó, tôi đi ở trên đó 6 ngày kể cả đêm, thấy duy nhất có một cô cảnh sát nữ đứng để tuyết còi để dẫn người ngoại quốc đi qua cái đường dành cho người đi bộ. Duy nhất một người cảnh sát đứng bên đường, không gặp người thứ hai. Đấy là về giao thông. Về những cái văn minh của họ khác rất tốt. Nhưng có một điều, tôi đi dạo phố đêm một hôm và sám hối Phật tổ là hôm đấy tôi đã ra ngồi, lần đầu tiên tôi ra ngồi uống chè đá ở vỉa hè của một đất nước xa lạ, Việt Nam. 20 mấy năm nay tôi đi tu, tôi chưa bao giờ ngồi uống trà đá ở ngoài hàng quán cả. Ngày xưa tôi học trung cấp, tôi đi thị giả Đức Pháp Chủ, bây giờ Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ hiện nay đó, Thượng Phổ Hà Tuệ đó. Tôi thị giả ngài đi vào ở tận trong Nghệ An, Hà Tĩnh, đi vào chữa con trai của ông chủ tịch huyện ở trong đó bị bệnh điên. Thì tôi thị giả hòa thượng, hai thầy trò thị giả nhau vào đó.
đi tới cái đoạn để qua Thanh Hóa, khát nước quá xuống uống nước. Hòa thượng uống nước, nhưng tôi đứng hầu hòa thượng, tôi nhất định không uống. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng tôi không thể ngồi dưới quán mà uống nước một cách vô tư như vậy được, giữ mình như thế. Nhưng mà hôm rồi đi ra nước ngoài, lần đầu tiên tôi ngồi ở phố, ở góc phố, đi bộ của gì? Của đất nước Đài Loan, tôi thì uống một cốc trà đá với người Đài Loan và với vị phiên dịch ở trong đoàn đưa đi. Để làm gì? Nắm bắt tình hình, xem cái cuộc sống của đất nước họ ra sao. Thì tôi mới biết được rằng đất nước Đài Loan bây giờ con người ta rất sướng, sướng hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Nhưng có một điều, dân số càng ngày càng già đi. Vì sao? Vì thông qua phiên dịch tôi biết được rằng á, cái mà ông Đài Loan đó, ông nói là ở bên Đài Loan chúng tôi này này, bây giờ con trai con gái không muốn lập gia đình nữa. Thì tôi hỏi vì sao mà không muốn lập gia đình? Vì họ sợ ràng buộc vào nhau quá, không được tự do. Thì tôi bảo cái này á, thì lại ngược lại với Việt Nam chúng tôi. Việt Nam chúng tôi á, gia đình là số một. Gia đình mà gì mà không được hòa thuận á, thì không được êm ấm á, thì tất cả mọi công việc đều không có thể thành công được. Cho nên á, cho dù Việt Nam chúng tôi á, làm chính trị giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng về nhà vẫn phải gì, vẫn phải cái mái ấm gia đình, vẫn phải là số một. Đó. Ngày xưa các cụ theo như nho học Việt Nam chúng ta vẫn ảnh hưởng cái tinh thần nho giáo ngày xưa mà, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng không? Đầu tiên anh muốn gì? Muốn bình thiên hạ thì gì? Trước tiên là phải gì ạ? Tề gia. Sau mới gì? Mới đến trị quốc. Sau mới đến gì? Đến bình thiên hạ. Quan điểm sống của Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn như thế. Cho nên là tôi nói với họ rằng ở Việt Nam chúng tôi như thế. Ông ấy bảo là không, bên chúng tôi bây giờ chiếm đến gì? 60-70% là gì? Không muốn lập gia đình. Mà có trường hợp gì? Lập gia đình thì cũng không muốn gì? Không muốn sinh con. Vì sao? Tại sao lập gia đình mà không muốn sinh con? Họ bảo sinh con phiền phức lắm, nuôi con chó gì tốt hơn. Và thực tế không, tôi nói thật 100%. Và đi ra đường thấy họ dắt gì? Dắt theo con chó như là con người vậy các quý vị. Và những người già họ thích dắt theo con chó hơn là dắt theo một đứa gì? Một đứa cháu đi theo bên cạnh. Và ở bên đất nước của họ, pháp luật quy định ai mà giết chó giết mèo thì xử tội đi tù, giống như gần giống như giết người vậy. Ví dụ giết người mà đi tù 10 năm thì giết con chó thì có thể 3 năm hoặc 5 năm. Việt Nam chúng ta mà như thế thì tốt đấy. Nhưng khổ Việt Nam chúng ta thôi rồi. Thậm chí gì? Thậm chí là những người gì? Những người thầy mô phạm đi xuất gia chăng nữa cũng rượu thịt chó đánh tì tì luôn. Nếu mà gì? Cảm thấy mà giấu được Phật là cũng giấu để chén luôn, đúng không? Giấu được thì các hòa thượng thường tọa ở cấp trên đó thì cũng giấu để chén luôn. Nó khổ thế, chứ huống chi là ngoài đời. Nhưng mà tôi sang bên đó thấy một cái văn minh của họ là như vậy. Nhưng ngoài cái văn minh đó ra, họ có một cái điểm yếu. Điểm yếu chỉ 20 năm nữa họ thấy gì? Họ rất yếu. Chúng ta biết dân số của đất nước họ ngày một già đi, lớp trẻ không có để kế cận vào. Các vị biết cái gì sẽ xảy ra? Cái gì xảy ra chúng ta biết rồi, đúng không? Kinh tế họ cũng không giữ được như bây giờ, không giữ phát triển được như bây giờ đâu. Các vị cứ nhớ lại cái khoảng thời gian chiến tranh ngày xưa, Việt Nam chúng ta gì? Khuyến hóa là gì? Khuyến khích là gì? Đẻ càng nhiều con nhiều càng tốt, đúng không? Các cụ ngày xưa ở đây ngồi đây phần lớn là nhiều tuổi, có phải vậy không? Thời chiến tranh thì khuyến hóa thì càng đẻ nhiều con càng tốt, vì nhiều để làm gì nhỉ? Để có người bù vào, để có người để trưởng lớn lên trưởng thành, để bù vào những người gì? Ở ngoài chiến tuyến mà vì tổ quốc, vì đất mẹ mà ngã xuống, thì có người kế tiếp vào đó để cầm súng để bảo vệ quê hương đất nước, để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cho nên đẻ càng nhiều càng tốt. Sau năm 1975, đất nước giải phóng. Đến năm 1981, chúng ta thấy cái việc là kế hoạch hóa gia đình càng ngày càng được gì? Đảng nhà nước đẩy mạnh cái vấn đề kế hoạch gia đình. Và những cán bộ
Mà sinh con thứ ba thậm chí có người còn gì ạ? Bị kỷ luật, còn mất chức hoặc giáng chức hoặc là gì? Thậm chí là không được lên lương 3 hoặc 5 năm trời nữa, đúng không? Nhưng vừa qua, các vị nếu mà theo dõi thế thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cụ Nguyễn Thiện Nhân ấy, cụ mới được Đảng, Nhà nước, Chính phủ là gì? Chuyển vào trong Thành phố Hồ Chí Minh, từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển sang Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ họp cụ có nói một cái bài phát biểu của cụ gì? Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là gì? Cái lực lượng dân số già đang ngày một già đi rất nhiều, mà lực lượng dân số trẻ để kế cận vào đó gì? Đang thiếu trầm trọng. Cho nên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói là gì? Không gì ở trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là không bắt buộc phải sinh hai con như ngày xưa nữa. Ai có thể sinh được ba con thì cứ sinh gì? Sinh ba con, thậm chí còn khuyến khích. Nhưng mà sao? Họ cũng không muốn sinh. Vì sinh ra ở thành phố, sinh đứa con thì dễ các quý vị, nhưng nuôi đứa con, cho nó ăn học, lớn lên lập gia đình và lo nhà cửa cho nó là lại gì? Khó. Cho nên bảo sinh cũng không dám sinh. Đó. Chỉ có nông thôn chúng ta thì vẫn còn cái quan niệm là thôi trời sinh voi, trời sinh cỏ, nhà nước cho sinh thì cứ sinh tuyệt ga, đúng không? Kiểu thế. Rồi cái kỳ họp quốc hội vừa qua cũng đưa ra bàn cái vấn đề gì? Kế hoạch hóa gia đình nó không nặng nề như 10, 15 năm trước nữa. Kể cả Trung Quốc ngày xưa gì? Họ cho sinh có duy nhất một con. Nhưng bây giờ Trung Quốc gì? Cũng không bắt buộc phải sinh duy nhất một con nữa. Có thể được hai con. Có thể được hai con. Nhưng ngày xưa Trung Quốc gì? Sinh con thứ hai là kỷ luật. Giống như Việt Nam chúng ta sinh con thứ ba là kỷ luật. Nhưng bây giờ chính Trung Quốc cũng gì? Thấy là cái nguy cơ, cái dân số của đất nước của họ nó già đi, lớp trẻ không đủ để kế cận vào đó, cho nên họ bắt đầu mở dần là có thể sinh gì? Sinh con thứ hai. Đó, cho nên tôi sang Đài Loan, tôi thấy đất nước của họ văn minh như vậy. Phải nói là kinh tế nó phát triển hơn chúng ta vì đất nước họ bé, họ lo cho dân nó cũng dễ hơn, cho nên kinh tế có thể nói phát triển. Và một cái điều đặc biệt, cái văn hóa của họ cũng phải nói là khá cao. Nhưng một cái điều tôi thấy là Việt Nam chúng ta không thể học được họ, đó là cái kiểu gì? Con trai không thích lấy vợ, con gái không thích lấy chồng. Và chỉ tuy là không lấy vợ, không lấy chồng các quý vị nhé, nhưng mà họ phải sống với nhau như vợ với chồng bình thường, không đăng ký kết hôn. Con gái yêu con trai thì cái ông kia bảo là bên này chúng tôi sống rất thoải mái, yêu nhau đến sống với nhau là gì? Trong một mái nhà thậm chí 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm, thậm chí 4, 50 năm là chuyện bình thường, không đăng ký kết hôn, nhưng không sinh con. Sống với nhau chỉ thỏa mãn cái gì? Cái dục vọng về thân thể, về nhục dục, về thể xác thôi. Nhưng trách nhiệm không ai muốn gánh, kể cả nam cũng không muốn gánh và nữ cũng không muốn gánh. Và người làm nam có nhà, có cửa đàng hoàng thì bảo á, lấy vợ thì sợ về rồi đi, sợ sau phải chia tài sản cho nó, nhất định không lấy. Sinh con ra thì con gái thì bảo không muốn sinh con. Vì sao? Vì lúc sinh thì bên kia họ rất đặc biệt đến sắc đẹp. Con gái rất đặc biệt sắc đẹp, chú trọng đến sắc đẹp của họ. Việt Nam chúng ta cứ nhìn họ, người Việt Nam của chúng ta 50 tuổi thì người bên họ phải 70 tuổi rồi các quý vị. Nó trẻ khoảng 10 đến 20 tuổi so với người Việt Nam chúng ta. Vì sao? Cuộc sống người ta sướng, ăn và chơi, làm việc không có vất vả như chúng ta lắm đâu. Bên họ làm việc vất vả là người con trai. Còn con gái nó kiểu như theo mẫu hệ các quý vị. Con gái chiều lại có thể gì? Cưới xe ô tô, xe máy và xe đạp đi ra phố. Nhưng con trai thì phải đi làm. Ở bên kia con trai lại khổ hơn con gái rất nhiều lần. Ai nói đặc biệt như vậy? Việt Nam chúng ta gì? Con gái thì thường khổ hơn con trai rất nhiều lần. Tất cả những công việc nội trợ gia đình vân vân, những việc khó nhọc trong gia đình đều là đàn bà con gái hết, phần lớn như vậy. Nhưng bên kia cái việc đó là việc của con trai. Mà bên họ thì có một cái điều đặc biệt thế này này: người đi ô tô không phải là người giàu, người đi xe đạp mới là người giàu. Anh nói thế chứ lại ngược lại với Việt Nam của chúng ta, người đi xe đạp xe máy là người nghèo, còn bên họ là đi xe đạp là người giàu, đi xe máy là người vừa vừa, còn đi ô tô là người gì? Rất bình thường. Đấy. Tôi hỏi vì sao? Thì họ bảo là
Những người đi ô tô là những người vẫn còn phải đi làm. Thậm chí các vị biết không, có một ông cụ là 80 tuổi vẫn đi lái taxi. 80 tuổi vẫn đi lái taxi. Thế tôi hỏi bên Việt Nam chúng tôi 80 tuổi họ không cho lái xe nữa. Nhưng họ bảo bên chúng tôi thì 80 tuổi chúng tôi đi thi vẫn đạt, chúng tôi vẫn lái xe bình thường, mà lái taxi chở khách các quý vị ấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái văn hóa, cái quan niệm nó khác nhau như vậy. Và một cái điều mà tôi thấy là ở bên đất nước của họ, Phật giáo rất phát triển. Phát triển đến nỗi mà tôi nghe các sư và nghe các Phật tử bên kia nói mà tôi thèm. Các vị biết thèm làm sao? Tôi hỏi một cái sư ông người Việt Nam chúng ta sang bên đấy du học ở bên đó, và tôi hỏi các sư ở bên mình sang bên này học thì thế nào? Anh em huynh đệ có đoàn kết và có học hành tốt không? Bảo là cũng được, anh em cũng đoàn kết, cũng học hành tốt. Thì tôi bảo là tôi mới hỏi rằng ở Việt Nam chúng ta có những trường hợp, vì tôi đi dạy học sinh nhiều tôi biết mà, học sinh á, nhà trường thì bắt ăn chay, tụng kinh niệm Phật thì không chịu được, đến tối tối lại hoặc là mua trộm vào trong chùa để ăn, thì bên này nó có cái trường hợp đó không? Vì tôi cũng hỏi, vì muốn cho mấy đệ tử sang bên kia học mà, thì cho nên cũng hỏi xem thế nào. Thì các thầy bảo là không, bên này sư đi ra chợ mua thịt, mua cá, mua rượu, mua bia, đến bất cứ hàng nào Phật tử họ đều không bán. Cho dù Phật tử ấy không phải là Phật tử, một cái anh đồ tể giết gà mổ lợn bán đầy sạp ra như thế, nhưng thấy một vị sư bảo bán cho tôi gà, nhất định không bán. Quan điểm của họ là gì? Sư là phải ăn chay. Phật giáo hóa nhân gian cả đất nước Đài Loan như vậy. Thì tôi hỏi rằng nếu mình đi ra mua không phải Phật tử họ có bán không? Bảo không, miễn thầy là sư, không bao giờ ngoài chợ người ta bán thịt, bán rượu cho thầy. Hay, rất hay. Tôi mơ Việt Nam chúng ta bao giờ được cái điều đó, bao giờ được người dân, người Phật tử Việt Nam chúng ta ý thức là cái điều đó. Và thấy gì? Bất cứ vị nào mặc áo nâu, cạo chọc tóc, mặc cà sa trên mình, tức là sư đó, đi ra đường gì? Bảo bán cho tôi gì? Chai rượu hay bán cho tôi chai bia, hay bán cho tôi gói thuốc, hay bán cho tôi gì? Cân thịt. Các Phật tử đều A Di Đà Phật, bạch thầy, chúng con gì? Không được phép bán cho nhà chùa cái đồ này, vì trong giới và luật của Đức Phật gì? Cấm. Cho nên chúng con gì? Không bán cho nhà chùa đâu. Như thế thì Phật giáo Việt Nam chúng ta thực sự mới là gì? Hưng thịnh. Nhưng mà làm được điều đó khó lắm. Cái thứ nhất là văn hóa con người Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai là ý thức của Phật tử Việt Nam chúng ta. Thậm chí tôi xin thưa các quý vị, Phật tử có thể còn đi gì ạ? Vì muốn lấy lòng thầy có thể còn đi mua rượu, mua thịt để cho thầy gì? Để cho thầy chứng nữa. Nó đau thế chứ nè. Nó đau thế. Muốn lấy lòng thầy có thể gì? Biết thầy hôm nay không phải là ngày ăn chay cho nên mang đến để cúng thầy để lấy lòng thầy nữa. Đó. Khó lắm. Cho nên tôi thấy là ở bên đất nước của họ có những cái văn minh mà chúng ta cần phải học, cần phải áp dụng. Nhưng mà tất nhiên thì là tự nguyện thôi, chúng ta không thể áp đặt được. Vì bây giờ đảng, nhà nước chúng ta thì chính sách về tôn giáo là tự do tín ngưỡng mà. Chúng ta không thể lấy cái ý chí của một tôn giáo để áp đặt cho xã hội được. Đấy là chắc chắn rồi. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ mong rằng qua những cái kinh nghiệm đi công tác như vậy, chúng tôi thấy về chia sẻ với chúng ta và để chúng ta biết được rằng ở trên xã hội, trên thế giới này có nhiều cái chúng ta có đi thì mới biết được. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta, con trai con gái mà 25, 30 tuổi mà không thấy gì, không thấy nó báo cáo với bố mẹ là không thấy đưa bạn trai bạn gái về là chúng ta sốt ruột rồi. Nhưng ở bên kia họ thì 7, 80 tuổi vô tư đi, yêu ai thì hôm nay đang sống với người này, sau ngày mai có thể gì họ sống với người khác. Miễn là gì, cái cô con gái đó được cái anh con trai gì cho tiền và sống được, thế là nó theo nó về nó sống với nhau thôi. Nhưng đặc biệt chỉ sống thôi nhưng không sinh con nhé. Sinh con ra thì nó sợ bị xấu. Cái thứ nhất sợ bị xấu thì anh kia không theo nó nữa. Cái thứ hai nó sợ gì? Sinh con ra là phải nuôi, phải khó nhọc, phải vất vả, cho nên nhất định không sinh con. Và tôi mong là Việt Nam chúng ta không bao giờ có điều đó xảy ra. Nếu Việt Nam chúng ta có điều đó xảy ra thì nguy hiểm, rất nguy hiểm. Vì đất nước của Việt Nam chúng ta từ trước đến nay
về cái địa lý của chúng ta là một cái địa lý chúng ta là ở một cái nơi đặc biệt. Cho nên xin thưa các quý vị, ngoại bang nó luôn luôn nó rình rập, nó dòm ngó chúng ta như là gì, như mèo thấy mỡ ấy. Chúng ta sảnh một cái là mất nước ngay. Cho nên đất nước Việt Nam chúng ta không áp dụng như gì, như của đất nước họ được. Vì vậy mà các Phật tử đến pháp hội cầu là gì, bạch thầy, con nhà con nó cưới nhau mấy năm rồi chưa có con, thầy cầu với, bảo ừ được, cứ viết sớ đi các thầy sẽ cầu cho. Có người đến thì bạch thầy, con trai con gái nhà con hai mấy tuổi rồi, ba mấy tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình, thầy cầu cho, bảo ừ thầy cầu cho. Và quả thật là gì, cầu được ước thấy rất nhiều người, rất nhiều người. Và đấy là phương tiện mà gì, chúng tôi thấy ở quốc độ này, đất nước này, nếu không dùng cái phương tiện đó thì chúng ta sẽ thất bại về mọi mặt, về nhiều mặt. Cho nên á, cũng nhất tâm qua đây, cũng nhất tâm cầu thỉnh chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho chúng ta, đạo tràng chúng ta cầu nguyện cái điều gì đó mà phù hợp với chân lý, với đạo đức, lối sống xã hội, không đi trái lại với pháp luật quốc gia nhà nước thì đều được như nguyện. Nhưng phải xuất phát từ tâm thành đó. Đừng có như lúc tôi đang nói, đừng có gửi một vài trăm hoặc một vài triệu bạc mà nghĩ là như vậy là chúng ta thành tâm. Đó, sáng nay có hai ba Phật tử đến nói với tôi là con nhà con thì nó gửi cúng một pho tượng Địa Tạng hoặc một pho tượng Quan Âm để nó cầu gì, cầu tình duyên. Thế hỏi cháu bao nhiêu tuổi, bảo 28 tuổi. Con trai con gái, bảo con gái. Thế bảo ừ con gái mà 28 tuổi là cũng gì, ở nhà quê là báo động đỏ rồi, nhưng ở thành phố thì báo động vàng thôi, đúng không? Thành phố thì thường lập gia đình muộn hơn, thì đấy mới 28 tuổi mới báo động vàng thôi. Còn nhà quê 28 tuổi là báo động đỏ rồi, có thể gì, ê sắc gì, ê sắc ế rồi, cho nên bố mẹ lo lắm rồi, lo sốt vó ra rồi. À, thì tôi bảo là gì, thế thì trong hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật hôm nay cháu nó đi không? Bảo không, hôm nay cháu nó không đi. Thế ngày mai ngày chủ nhật được nghỉ thì bảo cháu nó đi. Và bạch thầy, nhà con xa lắm. Tôi bảo xa là ở đâu? Bạch thầy, ở dưới Hà Nội. Bảo hỏi xa lắm hỏi ở đâu, mà bạch thầy, nó ở dưới Hà Nội. Cái đây cũng Hà Nội đấy mà. Thôi đấy, coi thường thế. Đây cũng là Hà Nội đấy các quý vị nhá. Hà Nội 1 hay Hà Nội 2 không quan trọng, nhưng đây cũng là Hà Nội đấy. Xa đến đâu thôi, nói vui như vậy thôi. Xa đến đâu thì xa, nhưng từ thành phố lên đây nó chỉ có 40-50 cây thôi. Mà chủ nhật nó được nghỉ thì nó phải gì, nó phải nhất tâm nó đi, nó gì, nó lễ, nó đối trước Tam Bảo, đối trước chư tăng, đối trước đại chúng, nó nhất tâm nó lễ và tự tâm nó nói ra cái lời cầu nguyện đó, bảo bạch Phật, bạch Tổ, bạch Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, con tin như thế, địa chỉ như thế, đang làm ở công việc như thế như thế, và con gì, cái con đường tình duyên của con trắc trở, có thể đi xem, họ bảo là con bị gì, bị người âm theo, hay là bị nợ tiền duyên, vân vân chẳng hạn, có trường hợp như vậy, đi xem họ bảo như vậy, cầu cúng mãi chẳng được. Nhưng mà đến đây lễ thì tôi nghĩ là gì, cái sự mong ước mà được như nguyện là rất lớn, 70-80% được, còn lại 15-20%, tôi không hiểu là vì sao chưa được. Có thể cái phúc báo của họ, nghiệp chướng của họ, mà có thể gì, họ chưa thành tâm lắm. Giống như tôi lấy cái ví dụ lúc nãy, cái người cũng gieo xuống cái thửa ruộng của mình, nhưng mà gì, không chăm sóc, cho nên gì, đấy là ví cho người chưa thành tâm. Có đến lễ nhưng mà tâm gì, tán loạn. Thậm chí đến lễ nhưng cứ đi ra đi ngoài, đi ra ngoài, đi ra đi lại ở ngoài thôi. Hoặc là đi đến đến lễ nhưng mà gì, ngồi để gì, từ đầu đến cuối thì cứ bao giờ thầy nghe mọi người lễ tạo một cái mình choàng mắt dậy, ôi cái gì đấy, hết rồi à, thầy nói xong rồi à, và ừ thầy nói xong rồi, ở thế à, thôi dậy đi ăn cơm, thôi đi ăn cơm đi đấy. Ăn xong đến chiều lên thì tưởng là buổi sáng khò khò thì buổi chiều được thì tinh tiến, buổi chiều thì nó là càng buồn ngủ hơn, thì từ đầu đến cuối là khò khò cho đến gì, cho đến chiều tối là về. Đi lễ như vậy á, có công đức không các quý vị? Có không? Chắc chắn là không có. Chắc chắn là không có. Cũng mang tiếng là đi lễ Phật, đi lễ pháp hội, nhưng mà gì, nghe pháp thì chẳng nghe được, tụng kinh cũng chẳng tụng được, niệm Phật cũng chẳng niệm được.
Cái khi người ta làm việc thì mình lại đi gì? Đi ngủ khò. Vậy làm sao mà có thể nói rằng Phật Bồ Tát gì không thương mình được chứ? Phật Bồ Tát thì đối với chúng sinh thì bình đẳng, ai các ngài cũng thương. Nhưng mà điều quan trọng á, chúng ta có gì? Có cảm thông được với các ngài hay không mà thôi. Và tôi thường hay lấy ví dụ cho những các Phật tử cầu nguyện như thế. Bố mẹ đi lễ thay cũng được, nhưng mà chỉ được một phần nhỏ nhỏ, giống như gì? Bố mẹ có thể thương con, làm cho con gì? Con đi làm về xa, đi làm đi xa về mệt nhọc, bố mẹ thương con chỉ có thể gì? Thổi cơm và bưng mâm cơm lên để ở đó gì? Cho con mà thôi. Ăn hay không, muốn no thì con phải gì các quý vị nhỉ? Con phải gì? Con phải ăn. Nó không ăn, nó chỉ nhìn mâm cơm của bố mẹ làm và nó bỏ nó đi ngủ, nó có đói, có no được không? Không thể no được. Cho nên bố mẹ đi lễ thay con được, nhưng mà chỉ ở một cái giai đoạn nhất định. Đó là giống như bố mẹ thương con có thể làm mâm cơm lên cho con, và con phải gì? Về phải đói thì nó phải ăn. Đó, cho nên nó không lên được 3 ngày thì phải được 1 ngày, không được 1 ngày thì phải được gì? 2 ngày, không được 2 ngày thì phải cố gắng lấy gì? Lấy 3 ngày. Đúng không? Đó, cố gắng lấy. Vì cái pháp hội này trên thế giới, chúng tôi là người đầu tiên tổ chức pháp hội này. Phật giáo đã tồn tại ở trên thế gian này hơn 2.500 năm, nhưng mà pháp hội Quan Âm này mới được tổ chức chỉ trên khoảng gần 2 đầu ngón tay mà thôi các quý vị. Vì pháp hội này mới được tổ chức lần đầu tiên là tháng 9 năm 2016. Và sang pháp hội lần thứ hai là sang tháng Giêng năm 2017. Và tháng 4 ở trên chùa gì? Văn Lai. À, tháng 2 năm 2017 năm Văn Lai vừa qua, tháng 2. Và bây giờ tiếp tục. Đó, cho nên đó, chưa qua một bàn tay của số đếm của một bàn tay chúng ta đâu. Rất ít. Nhưng mà cái sự mầu nhiệm, sự thù thắng, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với pháp hội này là gì? Là bất khả tư nghỉ. Nhiều chuyện. Có những người ốm đau bệnh tật, các vị biết là họ đến, họ kể với chúng tôi mà họ khóc. Ngay trường hợp bên Cổ Đông này này, Cổ Đông, vị này kể và vị vừa kể vừa khóc và mang một cái tập hàng mấy trăm cái gì, cái tờ hóa đơn chữa bệnh của bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện khác đến đây để nói với cái tôi khoảng độ tầm tháng nay ở pháp hội khóa tu Địa Tạng lần trước, nhà ngay ở Cổ Đông đây, và nói rằng bạch thầy, ngày trước hình như là quân đội về hưu thì phải, cán bộ công viên chức nhà nước hình như là quân đội thì phải, tôi không nhớ rõ cái đó, nhưng mà vị này là cán bộ nhà nước về hưu. Khi về hưu thì bị bệnh, đi khám bác sĩ họ bệnh gì? Bệnh trầm cảm. Và họ nói rằng là bị, nói nôm na là thần kinh có vấn đề, bị bệnh trầm cảm. Và họ cho gì? Toàn thuốc thần kinh, uống chữa mấy năm nay rồi không khỏi, mà gần ngay đây thôi nhưng cũng không biết. Thế hồi đầu năm lên đây tham dự pháp hội Quan Âm, xong rồi tham dự vài pháp hội Địa Tạng nữa mấy tháng, thế là vừa qua về mà cái này giờ không phải uống một viên thuốc nào nữa, bỏ hẳn thuốc luôn, mang cả cái tập hồ, cả cái tập đơn thuốc của các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai, cái khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai, đến đây và đặt lên trên bàn này để làm bằng chứng là gì, con tên như thế, chữa bệnh như thế, bao nhiêu năm như thế, nhưng đến bây giờ con gì không phải dùng đến một viên thuốc nào nữa, và chỉ có gì tụng kinh Địa Tạng. Từ pháp hội Quan Âm lần trước về bây giờ chỉ tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm mà thôi, mà bệnh con gì tự nhiên khỏi. Không biết trong đạo tràng này Phật tử này có trong này không, có trong này không thì đứng lên xem nào. Có đây hả? À, thôi được rồi, thế được rồi, thôi được rồi. Cho mọi người nhìn mặt mà cái thế là được rồi. A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh. Đó,
tôi cũng chưa gặp mặt vị ấy bao giờ nữa, hôm nay mới nhìn thấy qua qua. Chỉ thấy hôm rồi đưa lá thư lên đây thôi thì tôi cũng chưa gặp mặt, vì tôi quá nhiều công việc mà Phật tử thì quá nhiều. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ và thông cảm cho có những người. Hôm qua có người ở tận Đà Nẵng đến ra đây, bảo là chỉ mong một lần được nhìn thấy mặt thầy thôi, về thì chết cũng đã. Thế mới đau chứ lại. Tôi bảo không cần đâu. Mặt tôi thì nhìn thấy suốt, cái mặt mẹt của tôi nhìn thấy suốt ngày ở trên gì. Ngày nào cũng bảo, ngày nào cũng nghe thầy giảng, đồng nghĩa là ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt mo của tôi ở trên đó rồi. À, có gì đâu mà phải ấy nữa. Còn nếu có đủ duyên đó thì gặp từ tận nơi thì cũng được, mà không đủ duyên thì ở tận xa không không cần gặp. Tận nơi làm gì cả, ở tận xa mà các quý vị nghe lời giảng của chúng tôi mà y giáo phụng hành, tu tập, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, Phật Bồ Tát thì độ cho các quý vị. Thôi hẹn nhau gì, đời này kiếp này chưa có duyên để gặp nhau chạm mặt đó, thì về Tây Phương chúng ta gì, hẹn nhau ở thắng hội ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mỗi người một tòa sen. Muốn gặp nhau á thì khởi tâm một cái là gì, đến gặp nhau rồi và ngồi uống gì, ngồi uống chè với nhau được rồi là được rồi, đúng không? Còn thế giới này có nhiều chướng ngại. Cho nên hôm qua 11 rưỡi rồi, thầy đi công tác về cũng hơi muộn, về lại còn chỉ đạo các sư ông sư bác để làm một công việc Phật sự nữa. Phật tử cứ chạy theo, thầy ơi thầy cứu con với, thầy cứu con với. Thế tôi bảo thôi khuya rồi thầy không tiếp khách nữa, có gì thì cứ để ngày mai. Cứ thế lại chạy theo, đứng chờ cho bằng được. Thế tôi bảo không tiếp là không tiếp, vì ngày mai, ngày kia và ngày kia, ba ngày pháp hội, thầy còn phải giữ gìn sức khỏe một chút để phục vụ đại chúng, chứ không phải là giữ gìn sức khỏe để làm để cho bản thân, mà phục vụ đại chúng suốt 3 ngày. Các vị biết không, 3 ngày pháp hội, tôi là chủ lễ, mà tôi ốm tôi không lên được. Pháp hội chúng ta như là gì, vài ngàn con người, như là người mất bố mất mẹ vậy các quý vị ạ. Buồn thiu à, có đúng không? Pháp hội lần trước rồi đấy, quá sức tôi ốm tôi không lên, là cho các sư ông lên xuống thì nhìn mặt ai cũng bảo gì, cũng ỉu xìu xìu, chứ hỏi làm sao, mà không có thầy lên chúng con buồn lắm. Mà thực tế là như vậy, cái người chủ lễ mà gì không lên ngồi ở trên đàn lễ được cho mình á, thì mình cũng thấy có một cái gì đó thiếu thiếu. Vì vậy mà gì, các vị thương thầy thì cũng chính là thương cho bản thân của mình đó. Bình thường những ngày bình thường khác thì các vị có việc gia đình mới thưa hỏi thì liên hệ với phòng chi khách đến gặp thầy vào những ngày bình thường. Còn ngày pháp hội như thế này á, đến chào một cái là gì, là quý rồi. Gặp nhau chào một câu A Di Đà Phật là quý rồi. Đó. Chứ còn đừng có hỏi việc gia đình liên lan man hết cái này đến cái khác. Còn các vị mà muốn hỏi thì cứ viết giấy lên. Bây giờ thầy có gì, chương trình giảng trực tuyến vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Trừ tuần nào thầy đi công tác thì có thông báo trước. Bất cứ câu hỏi gì các quý vị cứ viết lên đó, và đến 8 giờ đêm thứ hai, thứ tư, thứ sáu xem trực tuyến. Và nếu không có xem trực tuyến đó thì 2-3 hôm sau các vị xem lại. Ban thông tin của truyền thông của chùa sẽ up lại cái bài giảng đó gì cho chúng ta xem. Chúng ta xem lại những câu hỏi của chúng ta, thậm chí những cái câu hỏi mà gì rất đời thường. Các vị biết đời thường làm sao không? Có trường hợp hỏi tôi câu hỏi vừa qua này chứ, bạch thầy, chồng con đi ngoại tình, thầy có cách gì để hướng dẫn để cho con làm cho chồng con về không? Chúng tôi cũng phải trả lời đấy các quý vị ạ. Đấy, cho nên ý tôi nói là gì, các vị cái gì mà khúc mắc trong cuộc sống đời thường cũng như trong về vấn đề tâm linh học đạo mà có vướng mắc gì, không gặp được trực tiếp thầy để hỏi, các vị có thể ở xa thì gửi cái câu hỏi đó qua mail của nhà chùa, hoặc các vị có thể viết thư tay gửi đến gì, đến chùa Khai Nguyên. Địa chỉ là chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, ra bưu điện gửi về đây. Các quý thầy ở trong ban tổ chức cũng như là phòng thông tin nhà chùa sẽ sắp xếp câu hỏi đó chuyển lên cho thầy giảng cho các vị vào những ngày đó. Các quý vị biết thầy rất bận, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy Phật tử mỗi ngày mùa đông thầy không thể giảng hết, giảng giải và tiếp hết tất cả mọi người được. Cho nên đó, dùng phương tiện là giảng thứ hai, thứ tư, thứ sáu buổi tối hàng tuần như vậy, trực tuyến cho các quý vị nghe. Cứ đưa câu hỏi đến, thầy sẽ giải quyết bằng cách đó.